Mới đây, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau hình ảnh một thầy giáo đang đứng bên trên bục giảng. Điều đáng chăm chú là đề bài mà thầy đang giao cho học trò của chính bản thân mình làm. Có thầy giáo đáng yêu và dễ thương như thế này ai mà dường như không muốn đến lớp. Được biết người thầy này đã dành hết 30 phút để vẽ chú Pokemon như mong muốn muốn. Ngay sau khi câu chuyện này đăng tải, dân cư mạng chống dánh thi nhau chia sẻ kịch liệt. Ôi thầy giáo dạy lý trường người ta đây rồi, chẳng giống như thầy mình toàn là ra đề kiểu anh a, chị bờ, xe này xe kia chắn chết, bạn Nguyễn M nói. Mặc dù vẫn chính là các số lượng quý nhưng nhìn bài tập này đỡ bia yên ngủ hơn hẳn, bạn G. Quy cho hay. Thầy giáo tâm lý thế đó mà không đến lớp nữa thì hơi phụ lòng thầy đó các bạn à, bạn Phường A bình luận. Còn bạn nghĩ sao về đề bài đáng yêu và dễ thương này?